phần 1, phần 2 và phần 3, phần dưới, phần giữa và phần trên. Thì chúng ta chỉ gì ạ? Chúng ta chỉ di chuyển mỗi cử động, mỗi phần giữa người của chúng ta thôi. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Chào đón các bạn quay trở lại với kênh YouTube Oanh Nguyễn. Yes. Dành cho tất cả các bạn chưa biết về mình thì mình là huấn luyện viên Oanh Nguyễn. Nhiệm vụ và công việc của mình đó chính là mình đã và đang giúp đỡ và truyền cảm hứng tới hàng ngàn chị em phụ nữ trên khắp cả nước, kể cả cả nước và kể cả trên thế giới nữa, đã và đang cùng đồng hành với mình với rất là nhiều các bài tập thể dục, các bài tập aerobic đơn giản, dễ dàng tại nhà. Và hiện tại thì mình đang là founder của chuỗi câu lạc bộ thể thao và dinh dưỡng trên khắp toàn quốc. Và nếu như bạn cũng có mong muốn đồng hành cùng với mình để chúng ta có thể có cho chúng ta một cái môi trường vận động, một câu lạc bộ thể dục, thể thao kết hợp với dinh dưỡng lành mạnh, thì các bạn có thể liên hệ với mình và chúng ta sẽ cùng kết nối và cùng lan tỏa tới với nhiều chị em phụ nữ hơn nhé. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta là sau khi mà mình hoàn thành xong chuỗi hành trình 30 ngày tập aerobic dành cho người mới bắt đầu, thì cái hành trình 30 ngày này thì nhận được sự đón nhận của rất nhiều chị em phụ nữ, rất rất nhiều hàng ngàn chị em phụ nữ đã và đang tập luyện với cái hành trình 30 ngày này. Nhưng có một điều nho nhỏ đó là với cái kỹ thuật giật bụng thì có rất là nhiều chị em rất là lăn tăn, băn khoăn và lo lắng, hầu như là khá nhiều, khoảng 50% chị em phụ nữ là chưa tập được động tác đó. Thì các chị em hoàn toàn yên tâm, bởi vì chúng ta hầu hết chị em nếu như mới tập bộ môn này thì đều chưa làm được cái kỹ thuật giật bụng này, nên mọi người yên tâm là chúng ta rất là giống nhau, nên là mình rất là giống nhau, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Thế nên mình đã quyết định là mình sẽ quay lại cái chuỗi series chỉ tập riêng về giật bụng, hướng dẫn các bạn kỹ thuật chỉ riêng về giật bụng thôi. Nên các bạn nếu như các bạn chưa làm được động tác giật bụng ấy, thì các bạn có thể follow, theo dõi theo cái hành trình chuỗi series hướng dẫn giật bụng này của mình, và sẽ có từng cái nấc thang, từng cái level tăng lên. Các bạn sẽ cần phải hoàn thành được từng cái video trước khi các bạn tập video tiếp theo. Tức là giống như là mình phải tốt nghiệp cấp 1 thì mình mới lên được cấp 2 ấy, thì các bạn cần phải làm được từng cái kỹ thuật, từng cái động tác của từng cái video một thì các bạn mới nhảy lên cái video tiếp theo. Các bạn đồng ý không ạ? Và mình hy vọng rằng chuỗi series hướng dẫn giật bụng này các bạn sẽ có thể có cho mình một kênh thông tin, một cái video hướng dẫn để các bạn có thể làm được thật là chi tiết, thật là cụ thể động tác giật bụng nha. Các bạn đã sẵn sàng tập chưa ạ? Hôm nay là video ngày số 1 nha. Hôm nay là video ngày số 1. Sẵn sàng tập chưa các tình yêu? Let's go! Đầu tiên, để các bạn có thể giật được bụng ấy, thì các bạn xem video hướng dẫn kỹ thuật giật bụng của mình chưa ạ? Nghĩa là chúng ta cần phải làm được động tác hóp mở. Các bạn cần phải làm được động tác hóp mở. Nếu như các bạn chưa làm được động tác hóp mở thì các bạn hãy dừng lại và tập luyện thật là nhuần nhuyễn bài tập ngày hôm nay để chúng ta có thể làm được động tác hóp mở. Khi các bạn sống lưng của các bạn phải, cái sống lưng của các bạn nó phải dẻo thì các bạn mới có thể dùng lực của lưng, dùng lực của phần giữa cơ thể của mình để đánh ra, để giật được bụng nha. Đó, nếu như mà chưa hóp mở được thì phải tập để làm thế nào để hóp mở được thì mình mới tập giật được nha. Đó, ok. Và kỹ thuật hóp mở thì như thế này đúng không ạ? Phải ở nhà tập thế này nhiều cho mình nha. Chúng ta không được nhảy cóc đúng không ạ? Chúng ta không được ngắt quãng giai đoạn đâu ạ. Đó. Ơi, đây là kỹ thuật hóp mở. Các bạn cần phải làm được kỹ thuật hóp mở trước khi để có thể giật được bụng. Nghe nhạc được không ạ? Đó. Ơi, còn ai chưa làm được hóp mở không ạ? Còn ai chưa làm được hóp mở thì phải học thật kỹ bài tập ngày hôm nay nha. Đừng tua video, cũng như là đừng next video sang video thứ hai, mà phải tập thật là nhuần nhuyễn video ngày hôm nay nha. Hai chân mở rộng hơn vai này, chúng ta sẽ phân cơ thể của chúng ta thành 3 phần. Phần thứ nhất là từ đùi của chúng ta, từ ngang đùi chúng ta hất xuống. Và phần thứ hai là từ dây áo con của chúng ta hất lên. Thì cái phần chúng ta sẽ đánh dấu là phần dưới này, phần giữa và phần trên, được chưa ạ? Từ phần đùi, ngang đùi hất xuống là phần ở dưới. Từ phần đùi này đến phần, từ phần đùi đến phần ngang eo này là thứ hai. Và từ ngang eo này hất lên là thứ ba nha. Chúng ta sẽ giữ nguyên
phần dưới, giữ nguyên phần trên và hóp mở. Đánh. Đó, các bạn cần phải kiểm soát lực, các bạn nhìn quan sát là cái vai của mình đang giữ im nhá. Mình không hề có di chuyển một chút nào di chuyển của phần vai cả. Toàn bộ lực mình đều di chuyển của phần giữa người. Các bạn cần phải làm được cái thao tác này trước khi mà mình đi tiếp. Nếu mà chưa làm được, chúng ta sẽ đẩy dùng tay nhé. Một tay ở phía trước, một tay ở phía sau. Ấn, 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 ấn. Dùng tay đẩy vào mông này, dùng tay đẩy vào mông này. Ấn, ấn. Đó. Giữ nguyên vai nha. Giữ nguyên đầu gối nữa nha. Chúng ta có 5 điểm cần quan tâm là bàn chân, đầu gối, hông, vai và cằm. Nào, bàn chân giữ nguyên, đầu gối giữ nguyên, hông di chuyển trước sau, vai giữ nguyên, cằm giữ nguyên. Đó, làm được chưa? Chưa làm được thì phải bắt buộc phải làm được nha. Nếu mà không làm được, thì các bạn có thể nhờ người hỗ trợ, các bạn có thể nhờ một người bên cạnh giữ vào vai cho mình, hoặc là mình tự giữ vai như mình như này. Đó. Các bạn cần phải bắt buộc làm được động tác này. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với nhạc nha. Nhún nhịp nhàng. Cả ngày hôm nay mình tập như thế này thôi. Dẻo cái lưng của chúng ta nhé. Mục tiêu cuối cùng là chúng ta dẻo được lưng. Giữ nguyên vai nào. Vai mình nhún bình thường thôi ạ. Không phải là thế này đâu nha. Đó. Giữ nguyên vai. Trước, sau, trước, sau, trước, sau. Nào, gập bụng của mình chúng ta này. Mở. Mở. Gập. Mở. Gập. Mở. Gập. Mở. Gập. Các bạn quan sát nhá, cái phần cổ tay của mình, cái phần cổ tay của mình là giữ im, mình chỉ mở và gập hai cái ngón tay của mình thôi đúng không? Thì cái phần người của chúng ta cũng thế, cái phần trên và phần dưới là chúng ta sẽ có trụ, còn chúng ta sẽ di chuyển trước sau. Gập. Mở. Gập. Mở. Đưa về trước, đưa cái hông của chúng ta về trước, đưa cái hông chúng ta về sau. Đồng thời chúng ta sẽ nhớ là chúng ta sẽ giữ nguyên đầu gối và giữ nguyên vai, đúng chưa? Gập, sau, gập, sau, gập, ra sau, gập trước, ra sau, gập trước, ra sau, gập trước, ra sau. Các bạn làm được động tác này chưa ạ? Có thể nha. Có thể một số chị em đã biết cách hóp mở rồi. Nhưng mà mọi người lưu ý nha. Cái đặc biệt quan trọng ở đây là chúng ta sẽ chia cái cơ thể của chúng ta thành 3 phần. Và các bạn, phần 1, phần 2 và phần 3, phần dưới, phần giữa và phần trên. Thì chúng ta chỉ gì ạ? Chúng ta chỉ di chuyển mỗi cử động, mỗi phần giữa người của chúng ta thôi. Các bạn cần phải làm được cái động tác này. Các bạn chỉ di chuyển phần giữa người của các bạn thôi. Còn phần dưới và phần trên các bạn phải làm thế nào để nó giữ im được? Phần dưới, phần trên giữ im, chỉ di chuyển mỗi phần giữa thôi. Trước, sau, trước, sau. Và tập được cái này thì khi mà vào bài giật mũi thì các bạn mới tác động lực đúng lực được. Các bạn cần phải làm được cái động tác này thì khi các bạn giật ấy, các bạn mới giật được đúng chỗ. Gọi là giật đúng chỗ. Còn không cứ giật ở chỗ khác ấy, thì là sai đấy nhá. Đây mình sẽ kết hợp với cả nhạc nhé. Thả lỏng cơ thể của chúng ta ra. Thả lỏng cơ thể của chúng ta ra. Sự khác biệt với người tập hóp mở, tức là hầu các chị em thì cái động tác hóp mở này thì mọi người có thể làm được, nhưng mà mọi người chưa phân biệt được là chúng ta đang sử dụng bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta để chúng ta cử động. Đẩy hông, dùng tay của mình ấn. Trong cái quá trình mình tập ấy, thì mình sẽ siết cái bụng của mình lại, thì mình sẽ hóp rất vào rất là dễ. Mình sẽ có cái đà hóp hơn, rất là dễ nha. Đưa cái hông của mình về phía trước, phía sau, phía trước, phía sau. Nghe
được trống không ạ? Bụp chát 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 bụp chát. Nếu như chị em nào mà mình đang còn trong tình trạng thế này, thì các bạn cố gắng là nhờ ai đó hỗ trợ mình. Và mình nên có sự hỗ trợ. Nếu mà ai đó đang gặp tình trạng như này, gọi là đang thế này, chưa hấp mở được, như thế này là chưa hấp mở được nhá. Gặp vào, gặp ra, gặp vào, gặp ra, gặp vào, gặp ra, gặp vào, gặp ra. Đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Chúng ta sử dụng lực từ phần này hất lên. Phần gối là giữ nguyên này, các bạn nhìn này, phần gối giữ nguyên. Mỏi chưa? Nếu như chị em nào mà chưa hóp mở được thì mình hãy làm nhỉ? Khum vai, mở vai, khum vai, mở vai. Để mình cho cái dẻo của bả vai của mình ra trước đã. Bởi vì mình lưng của mình không cong được, nên mình không hóp mở được. Nên mình phải làm lại cho lưng mình cong nha, cong. Ấn, ấn, ấn. Đưa ngực về trước, đưa ngực về sau. Khum lưng vào, đẩy ngực lên. Khum lưng vào, đẩy ngực lên. Khum lưng vào, đẩy ngực lên. Để cho cái lưng của mình dẻo. Mục tiêu cuối cùng để hóp mở được là để cho lưng dẻo. Rồi thả lỏng đi ạ. Bài số 1 là nội dung của bài học ngày hôm nay là các bạn biết cách là sử dụng lực của phần giữa người chúng ta, phần hông để đẩy ra trước sau, chứ không phải là phần vai và phần đầu gối. Yeah. Ok. Đây là bài tập đầu tiên. Chưa tập được bài ngày hôm nay thì cứ phải quay lại tập lại nhá. Sau đó thì các bạn mới có thể mở video tiếp theo để tập nội dung tiếp theo, động tác tiếp theo nhá. Thả lỏng người ra nhá, đừng gồng nhá. Ok, đó là kỹ thuật của ngày hôm nay. Ok, đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Để hoàn thành được bài học ngày hôm nay thì các bạn cần phải làm được, đó là các bạn cần phải giữ được gối, giữ được bàn chân, giữ được vai, giữ được cằm. Có 5 điểm, chúng ta có 5 điểm nha. 5 điểm này: 1 bàn chân, 2 đầu gối, 3 hông, 4 cằm, 5 4 vai, 5 cằm. 1 là bàn chân, 2 là đầu gối, 3 là cằm, 4 là vai. Sorry mình nhầm. 1 là bàn chân, 2 là đầu gối, 3 là hông, 4 là vai và 5 là cằm. 1 bàn chân, 2 đầu gối, 3 hông, 4 vai, 5 là cằm. Trong 5 điểm này, chúng ta giữ nguyên 4 điểm và chỉ cử động 1 điểm thôi. Đó, để các bạn có thể tốt nghiệp bài ngày hôm nay. Chúng ta có một chuỗi series bài tập. Các bạn muốn làm được bài ngày mai thì các bạn cần phải làm được bài ngày hôm nay nha. Đừng mở video tiếp theo nha. Hãy tập hết bài ngày hôm nay, tập nhuần nhuyễn nguyễn đã nha. Chỉ cử động phần hông thôi, giữ nguyên các phần còn lại. Đó. Lý do vì sao mà chúng ta cần phải làm cái này là bởi vì khi các bạn tập giật ấy, các bạn giật không vào đúng chỗ, các bạn sử dụng lực không đúng chỗ thì hiệu quả nó mang lại sẽ phản tác dụng, cũng như là nó sẽ không thể là giảm mỡ bụng cho các bạn được, đúng không ạ? Đó. Ok. Và chúng ta sẽ có một thử thách nho nhỏ như sau. Thử thách vô cùng nho nhỏ như sau. Đó là cái chuỗi series giật bụng này thì mình sẽ có một thử thách dành cho các bạn là các bạn sẽ hàng ngày các bạn sẽ quay khoảng video khoảng là thì các bạn sẽ quay lại cái hành trình này và các bạn sẽ post lên group là 30 ngày tập FX dành cho người mới bắt đầu, và các bạn sẽ gắn hashtag là học giật bụng
hashtag là thăng hoặc giật bụng và hashtag là thăng Oanh Nguyễn. Các bạn sẽ đăng lên trên đó. Nếu mà các bạn làm được bài giật bụng thì mình sẽ có một món quà thưởng dành cho các bạn. Đồng ý không ạ? Ok, cảm ơn các bạn rất là tuyệt vời. Chúng ta đã hoàn thành video đầu tiên trong series hướng dẫn giật bụng. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn với video ngày số 2 nhé. Ngày số 2 sẽ là ngày vô cùng tuyệt vời đấy ạ. Bye bye! Chúc mừng bạn đã tập luyện hết video này cùng với huấn luyện viên Oanh Nguyễn. Để không bỏ lỡ bất cứ video nào, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút hình tròn ở giữa màn hình của các bạn. Để xem các video tiếp theo, hãy nhấn vào nút bên trái hoặc bên phải. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!